trọng. Tháng 2 năm 1946, để thể hiện trách nhiệm người công dân đối với non sông Tổ quốc giữa lúc nước nhà bị ngoại bang thống trị, Đức Thầy vào chiến khu miền Đông, Nam Bộ tham gia kháng chiến chống Pháp. Ngài còn gọi ông Cò Trình và hai tín đồ khác đi theo tới Tòa Thánh Tây Ninh, thánh địa của đạo Cao Đài. Đức Thầy ghé vào viếng. Tới chánh điện, Ngài kính lễ y như cách hành lễ của các giáo phẩm tam kỳ. Thấy vậy, ba tín đồ đi theo cũng làm theo y như Thầy. Chờ cho ba người hành lễ xong, Ngài chỉ tay vào họ, nghiêm giọng nói: "Phản đạo!" Ba người tín đồ vô cùng lo sợ, nhưng chẳng hiểu tại sao mình bị rầy. Ngài liền giải thích cho họ khỏi nghi nan: "Phật, Thánh, Tiên cũng như tôi, nên tôi tới đây hành lễ như vậy là tỏ rõ sự đoàn kết với tôn giáo bạn mới làm như thế. Còn các ông là hàng tín đồ thì không được phép bắt chước như vậy. Không được thấy ai làm gì rồi bắt chước mà chẳng hiểu ý nghĩa tại sao mình làm. Đó là phản đạo. Lúc nào cũng giữ y theo tôn chỉ mà hành trì. Từ đây không được làm như thế mà mang tội vong sư phản đạo." Ngừng một lúc, Thầy giải thích tiếp: "Các ông biết tại sao không? Vì Thầy làm mà không bị kẹt. Còn các ông bắt chước làm theo là kẹt và là mê tín đó." Nghe được lời dạy chí tình của Đức Tôn Sư khiến chúng tôi nhận ra việc sái quấy của mình. Theo bộ cuối: "Sự lễ bái không đủ cho ta tỏ ra một tín đồ chân thành của đạo Phật được. Tại sao vậy? Vì Đức Phật chẳng bao giờ ngỏ ý rằng: 'Các ngươi hãy lạy thờ ta cho nhiều, rồi ta sẽ độ giúp các ngươi.' Mà trái lại, Ngài dạy rằng: 'Các ngươi nên hiểu biết phận sự con người phải làm gì trong kiếp sống và tìm kiếm chân tánh của mình. Thực hành theo giáo lý của Ngài thì Ngài sẽ hướng dẫn và ủng hộ vậy. Ta hãy đem đức tin trong sạch mà thờ kính Đức Phật, và hãy đem lòng thành mà hành động y theo lời phán dạy của Phật. Nếu ta đem đức tin thờ phượng tôn giáo bằng cách sai lầm thì rất có hại cho đời mạng của ta. Như vậy chỉ tỏ ra một người rất mê tín, mặc dù đạo của ta thờ là đạo rất chánh đáng. Trích trong việc tu thân xử kỷ." Ha ha ha,